Wow, các bạn ơi, bạn Helen siêng quá à. Bữa nay bạn ấy bỏ đi sinh nhật bạn bè để tập luyện. Quá dữ luôn. Rồi, được rồi. Lên ăn lấy sức đi rồi tôi sẽ cho em tập luyện khổ hạnh luôn. Cho thành siêu người cá luôn, chịu không? Vậy là bữa nay bỏ sinh nhật luôn. Sinh nhật mấy giờ? 10:30, mà thôi nó không đi, nó không chịu đi đâu. Dạ. Rồi vậy ăn đi ha, nhai kỹ nha. Trời, Helen ngưỡng mộ Helen quá à. Vì một buổi tập bơi thành người cá, bỏ sinh nhật bạn luôn, bỏ cuộc vui luôn, vậy mới trở thành người cá thiệt sự chứ. Có thể giúp Tiêu đi cứu thiên nhiên động vật được chứ. Vậy giờ tới cuối năm bạn đi Ninh Bình với Tiêu được không? Chúng ta sẽ đi thăm gia đình các loài linh trưởng ở rừng quốc gia Cúc Phương. Chúng ta sẽ gặp tiến sĩ Ti Lô, bạn của Ti Ôn. Tiến sĩ Ti Lô, người đã hy sinh nửa đời người, sống tại Việt Nam và làm việc bảo vệ linh trưởng. Ngài ấy đã giúp cho nhiều loài linh trưởng phát triển được trong môi trường nuôi nhốt. Thí dụ như vọc trà vá chân xám, chân đen, chân nâu và còn rất nhiều loài linh trưởng khác nữa. Có muốn gặp tiến sĩ Ti Lô không? Trong chuyến đi này mình phải đi bằng máy bay nên chắc là mẹ đi được, chứ không đi xe bốn bánh chắc chạy ra tới Ninh Bình xỉu luôn đúng không chị? Ủa. Rồi mình sẽ tạo ra một quỹ bảo vệ loài linh trưởng ở rừng quốc gia Cúc Phương. Đó sẽ là địa điểm cho các bạn người cá đến học cách sống hòa quyện cùng với thiên nhiên và bảo vệ động vật. Đó là mục đích sống của các người cá. Bởi vì làm người cá chúng ta kiếm tiền quá dễ dàng mà đúng không? Lặn xuống biển, lặn vô cái hồ bơi vòng vòng kiếm mấy trăm đô. Tiền xài nhiều quá để làm gì? Đúng không? Để tiền nó đi cứu thiên nhiên động vật được không? Hả? Ok. Rồi cố gắng ăn nha kỹ nha. Quá dữ vậy Helen. Để dành heo đất để mình đi thả thú hả? Ủng hộ với anh Tiêu này. Quá cảm ơn Helen nhiều nha. Vậy mới là đệ tử của Tiêu. Để chỉ dành heo đất cũng nữa giờ. Wow, cảm ơn Helen nhiều nha. Helen phải làm sao mà cho tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam đều ý thức được việc bảo vệ môi trường. Mấy bạn ấy thương động vật nhiều hơn, đừng làm hại động vật nữa. Nó đậu trên cái gì? Chim đậu trên ống cống hả? Chim rút hồng cầu hả? À, ok. Rồi, tôi đếm 1, 2, 3 nha. Em phải nín thở trên 1 phút cho Tiêu nha. 1 phút 30 giây được không? Chị cố gắng nha. Rồi. Hít hơi vào thật sâu. Rồi, úp mặt xuống nước. Xong chưa? Rồi. Cố gắng lên, 51 giây rồi, 53 giây, 55, 6, 57 giây. Anh công nhận em có khả năng nín thở trên 1 phút. Em chỉ còn 3 giây nữa là em đã nín thở được 1 phút. Chúc mừng em. Rồi, thở nước tiếp. Ôi, bây giờ mình bơi dữ quá mà trời đã mưa luôn rồi nè. Helen, có muốn nói gì với bạn không? Em bơi sao trời mưa luôn rồi. Nói lên sớm đi. Thì em tập hơi bị lâu thôi. Em cố gắng kiên trì tập luyện quá trời đổ mưa luôn rồi. Giờ khỏi về luôn. Ăn đi. Rồi nằm đây ngủ chừng nào hết mưa rồi về. Yeah. Rồi ông trời đồng ý luôn rồi. Ông trời gầm đồng ý luôn rồi. Ông trời nói ô oh yeah.